Sáng nay ngày 11 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin ban đầu vụ giết người tạo hiện trường giả xảy ra tại địa phương. Thượng tá Nguyễn Trường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định vụ án đặc biệt gây chú ý đối với dư luận này là vụ giết người, mượn xác để nhận tiền bồi thường. Theo đó, vào ngày 4 tháng 5, người dân phát hiện một chiếc xe bán tải bốc cháy bên lề đường quốc lộ 28. Bên trong có một thi thể ở ghế tài xế bị chết cháy, xương đã thành than. Tuy nhiên, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Nông nhận định đây không phải là vụ tai nạn giao thông, mà đây là vụ giết người, đốt xác để phi tang, tạo hiện trường giả. Qua điều tra, phát hiện ông Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, bí thư đảng ủy xã Liên Hà, có mua bảo hiểm có giá trị lớn. Nếu ông này chết thì sẽ hưởng một số tiền khoảng 18 tỷ đồng. Đồng thời, tại khu vực chòi rẫy của ông Minh thì anh Trần Nho Vương, 25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, mất tích từ đêm trước khi xe bán tải bị cháy. Qua công tác giám định, công an xác định người chết không phải là ông Minh, nghi ngờ có thể là anh Vương. Điều tra tại nhà nạn nhân, công an phát hiện nhiều dấu máu, có xê dịch đồ đạc. Ông Minh sinh năm 1971, còn rất trẻ đã phát triển. Tuy nhiên, nguyên nhân là do nợ, do mua bán cà phê trên mạng thua lỗ, nợ rất nhiều. Vợ ông Minh cũng nợ số tiền khá lớn. Chính áp lực nợ nần khiến ông Minh xây dựng kịch bản rất tỉ mỉ, một lộ trình lẩn trốn rất tinh vi. Hành vi giết người đã giả mang, nhưng hành vi giết cháu vợ, người thường xuyên thường nấu cơm cho mình ăn ngày càng giả mang hơn. Tuy nhiên, vì muốn tạo hiện trường giả để nhận tiền bồi thường, nên mới nảy sinh ý định giết người. Ông Minh cũng từng đào một thi thể để chôn trước đó, nhưng do mệt quá không làm được, nên về nhà anh Vương để ăn cơm, uống rượu. Đến nửa đêm tỉnh dậy, lấy rượu đánh chết anh Vương, rồi đưa xác nạn nhân lên xe, chạy trên quốc lộ tông vào lề đường. Sau đó bế xác nạn nhân lên ghế tài, thắt dây an toàn, để chìa khóa lên ghế phụ, đeo đồng hồ của mình lên tay nạn nhân để xem như mình bị cháy. Đây là vụ án chưa từng xảy ra bởi vụ giết người mượn xác khiến các chủ nợ tưởng ông Minh đã chết sẽ không đòi nợ mà vợ con vẫn được hưởng gói bảo hiểm 18 tỷ đồng. Công an tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục điều tra xem có đồng phạm trong vụ án này hay không.